bố mẹ cao thì con mới cao, chỉ giai đoạn dậy thì mới cần chú ý đến chiều cao của trẻ, vân vân. Thế đây là những quan niệm sai lầm của nhiều ông bố bà mẹ về quá trình phát triển chiều cao của con. Thực tế gen chỉ là một trong các yếu tố quyết định đến chiều cao của trẻ. Phần lớn trẻ em Việt Nam chào đời có chiều dài tương đương với trẻ em sinh ra tại các quốc gia khác trên thế giới, trên 5 cm. Từ 3 tuổi trở lên, khoảng cách chiều cao của trẻ em Việt Nam cách biệt dần và dần bị trẻ em thế giới bỏ xa. Nguyên nhân chính là do các bậc phụ huynh không nhận thức đúng đắn về việc bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho trẻ theo giai đoạn. Trên thực tế, khẩu phần ăn của trẻ mới chỉ đáp ứng 70% nhu cầu về năng lượng, 49% nhu cầu về canxi, 35% nhu cầu về vitamin A có giá trị sinh học cao. Với chế độ ăn thiếu cả về chất lẫn về lượng như vậy thì đã dẫn tới thiếu máu, thiếu kẽm, thiếu canxi, vân vân, ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển tầm vóc của trẻ. Ví dụ như ở Nhật Bản, những năm 50 thế kỷ trước thường được gọi là Nhật lùn, giờ gần như đã hoàn toàn biến mất. Chiều cao của người Nhật tăng lên đáng kinh ngạc sau mỗi 10 năm. Hiện nay đạt mức 172 cm với nam và 157 cm đối với nữ tuổi trưởng thành. Còn tại nước ta, chiều cao trung bình tăng không đáng kể so với các quốc gia khác. Cùng trong khoảng thời gian với Nhật Bản, nước ta chỉ tăng trung bình từ 3 đến 4 cm. Hiện nay nam giới Việt Nam cao trung bình khoảng 163,7 cm và nữ giới cao 153 cm. Có 3 bí quyết giúp người Nhật cải thiện chiều cao. Một là tập trung đề cao giáo dục và đề cao yếu tố con người là trung tâm. Thứ hai là chính phủ Nhật đã tuyên truyền và làm cho người dân nhận ra việc chiều cao không chỉ là vấn đề cá nhân mà là vấn đề liên quan đến tự tôn dân tộc. Cái bí quyết thứ ba mang tên là cuộc cách mạng về dinh dưỡng và tập luyện. Đây cũng là điều mà các phụ huynh Việt Nam chưa hiểu đúng và làm đúng. Thanh Tâm cũng được biết là mới đây bác sĩ đã cùng với các chuyên gia dinh dưỡng cho ra mắt dòng sản phẩm có tên là Grade 2 để bổ sung canxi, vitamin D3 và vitamin K2. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về công dụng, vì sao cũng như là thời điểm nào thì nên bổ sung những dưỡng chất này cho trẻ? Để trẻ phát triển đúng và toàn diện ấy, thì cần bổ sung rất nhiều các dưỡng chất cần thiết. Tùy vào thời điểm và nhu cầu của từng bé, không phải bé nào cũng có khả năng hấp thu giống nhau và sự phát triển đồng đều. Trong các dưỡng chất cần thiết ấy, canxi thì đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển hệ xương, răng của trẻ. Vì vậy, canxi chủ yếu tập trung trong xương và răng, một phần nhỏ ở trong máu. Ngoài ra, canxi còn có vai trò trong quá trình dẫn truyền thần kinh, tăng cường miễn dịch, kết hợp với vitamin D3, vitamin K2 giúp hạn chế tình trạng còi xương, suy dinh dưỡng ở trẻ. Một số bà mẹ thường hiểu sai là cứ cho con ăn thật nhiều đồ bổ, uống nhiều sữa đắt tiền là đủ chất. Tuy nhiên, trên thực tế, chế độ dinh dưỡng thông qua bữa ăn mỗi ngày chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu canxi cần thiết cho trẻ. Để con phát triển toàn diện ấy, cũng như hạn chế tình trạng thấp còi, các mẹ cần bổ sung canxi cho đúng cách và khoa học. Và ở mỗi đứa lứa tuổi thì lượng canxi cần bổ sung cũng khác nhau. Đối với trẻ sơ sinh ấy, thì trẻ sẽ nhận được canxi qua sữa mẹ hoặc sữa công thức. Trẻ dưới 6 tháng tuổi cần 200mg canxi một ngày. Trẻ từ 6 đến 11 tháng tuổi cần 260mg canxi một ngày. Đối với trẻ nhỏ và trẻ tuổi dậy thì ấy, thì lượng canxi trẻ cần sẽ tăng lên. Trẻ từ 1 đến 3 tuổi thì cần 700mg canxi một ngày. Trẻ từ 4 đến 8 tuổi thì cần 1.000mg canxi một ngày. Trẻ từ 9 đến 18 tuổi thì cần 1.300mg canxi trong một ngày. Vậy thưa bác sĩ, với Grade 2 thì trẻ sẽ hấp thu những dưỡng chất này theo cơ chế như thế nào và sau bao lâu sẽ đạt được hiệu quả sử dụng như mong muốn? Như tôi đã trao đổi, khả năng hấp thu và mức độ nhu cầu của trẻ là không giống nhau. Thời điểm cũng sẽ không như nhau. Có bé thiếu hụt ít, chỉ cần 1 đến 2 tháng là cơ thể đã đầy đủ canxi cần thiết. Nhưng có những bé hấp thụ kém thì thời gian sẽ lâu hơn. Các bậc phụ huynh bên cạnh việc sử dụng sản phẩm cũng nên bổ sung chế độ dinh dưỡng, tập luyện thể dục thể thao và theo dõi những chỉ số của trẻ để đạt hiệu quả cao. Có 3 giai đoạn quan trọng nhất cần bổ sung canxi cho bé. Giai đoạn 9 tháng bào thai, nếu người mẹ được đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tốt trong thời gian này, tăng cân từ 10 đến 20kg thì chiều cao trung bình của bé khi ra đời là 50cm. Giai đoạn sơ sinh đến 3 tuổi, trong năm đầu tiên, chiều cao của trẻ sẽ tăng 25cm. 2 năm tiếp theo sẽ tăng lên 10cm mỗi năm trong điều kiện dinh dưỡng tốt.
Đây là giai đoạn quyết định đến 60% khả năng tăng trưởng chiều cao của trẻ. Giai đoạn dậy thì 10 đến 16 tuổi đối với bé gái và 12 đến 18 tuổi đối với bé trai. Trong 1 đến 2 năm bất kỳ của độ tuổi này, chiều cao của trẻ tăng nhanh từ 8 đến 12 cm. Sau đó chiều cao sẽ tăng nhưng mà không đáng kể. Tổng cộng số tăng chiều cao của các năm sau thì không bằng một năm chiều cao tăng vọt của thời kỳ dậy thì. Trong quá trình làm việc của mình thì tôi đã tiếp xúc với rất nhiều phụ huynh vì quá lo lắng và sốt sắng nên thiếu kiên nhẫn trong việc chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng cho con. Khi yêu cầu sản phẩm phải có hiệu quả ngay và thường so sánh con mình với các bé khác mà không hiểu được mỗi bé sẽ có khả năng hấp thụ và mức độ hấp thụ khác nhau nhiều lắm. Cũng có rất nhiều cách để bổ sung dưỡng chất canxi, vitamin D3 và K2 như đồ ăn hàm lượng khá cao như sữa hay các chế phẩm từ sữa, phô mai, đậu nành, bông cải xanh, v.v. Tuy nhiên, khi mà thức ăn và cơ thể sẽ có quá trình chuyển hóa và giảm đi các dinh dưỡng vốn có trong quá trình chế biến, nên việc bổ sung từ các thực phẩm chức năng thì tôi đánh giá là rất cần thiết, nhất là những trẻ có dấu hiệu biếng ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, chậm mọc răng hay trong tuổi dậy thì v.v. Trẻ biếng ăn lâu ngày thường sẽ thiếu hụt những nhóm dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể. Thiếu hụt những dưỡng chất này thì càng làm cho bé lười ăn hơn vì cơ thể sẽ càng khó khăn trong việc chuyển hóa thức ăn, kích thích sự thèm ăn cũng như là khả năng hấp thụ của bé. Do vậy, không chỉ khi trẻ có biểu hiện mới bổ sung, các bậc phụ huynh nên chú trọng bổ sung đầy đủ và sớm cho con thì mới hiệu quả cao được. Đặc biệt ở những giai đoạn dậy thì là cơ thể phát triển rất nhanh. Các con sẽ có những cái biểu hiện như là đau nhức xương khớp ở mức độ nhẹ này. Rồi nguyên nhân là do lúc này xương thì phát triển dài ra nên cần bổ sung thêm nhiều canxi và các chất dinh dưỡng để quá trình này diễn ra tốt nhất, con sẽ đạt được chiều cao tốt nhất. Nói thêm về Grade 2 thì trong sản phẩm này có chứa những thành phần gì và có điểm ưu việt hơn so với những sản phẩm khác đang có trên thị trường hiện nay? Đối với sản phẩm Grade 2 này thì tôi đã nghiên cứu và bổ sung dưỡng chất từ các thành phần tự nhiên. Nổi bật trong đó là gì? Acomin F chiết xuất từ tảo biển đỏ. Bởi đây là nguồn bổ sung canxi cho con không chỉ mang lại rất nhiều ưu điểm mà còn khắc phục được các nhược điểm khi sử dụng chế phẩm bổ sung canxi thông thường như nóng trong, rồi táo bón, nguy cơ sỏi thận, vôi hóa thành mạch, v.v. Thứ nhất là Acomin F có nguồn gốc tự nhiên, là cái hệ đa khoáng có nguồn gốc từ biển khơi, thu được từ khung xương của tảo đỏ nitrosamine. Trong quá trình sinh dưỡng của loại thực vật thủy sinh này, các khoáng chất được tích lũy từ nước biển và được lưu trữ dưới dạng muối carbonate trong thân cây. Khi mà thực vật chết đi thì xác của tảo vẫn giữ nguyên vẹn chứa 72 loại khoáng chất, trong đó canxi và magie chiếm tỷ lệ tương đối lớn, lần lượt là 32 và 2,2%. Ngoài ra, canxi và magie Acomin F còn chứa các vi khoáng chất khác như là sắt, đồng, selen, rồi iốt, vân vân. Thứ hai là Acomin giúp cải thiện tế bào xương, giúp thúc đẩy quá trình tân tạo xương, hạn chế cốt hóa, hủy xương, bổ sung canxi, magie, giúp hình thành và củng cố hệ xương chắc khỏe hơn, rất tốt cho xương răng và xương khớp của trẻ. Thêm vào đó, tôi đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của việc bổ sung vitamin D3 và vitamin K2, bởi vì vitamin D3 vừa giúp tăng khả năng hấp thu canxi vào xương, giúp xương chắc khỏe, vừa giúp hạn chế được tình trạng còi xương, suy dinh dưỡng ở trẻ. Vitamin K2 đấy thì giúp gắn canxi vào đúng đích xương, hạn chế tình trạng dư thừa canxi trong máu, từ đó mà ngăn ngừa tình trạng vôi hóa thành mạch. Bổ sung các sản phẩm có sự kết hợp giữa canxi tự nhiên từ tảo bỉa đỏ và bộ đôi vitamin D3, vitamin K2 giúp tăng hiệu quả hấp thu canxi, giúp cung cấp đầy đủ nhu cầu canxi thiết yếu để trẻ phát triển cao hơn, khỏe mạnh và không có tác dụng phụ. Ngoài ra, khi sử dụng sản phẩm đúng theo hướng dẫn thì trẻ còn được bổ sung thêm vitamin B2, collagen, kẽm, v.v. và một số dưỡng chất khác. So với các sản phẩm khác trên thị trường, Grade 2 đã được nghiên cứu điều chỉnh để phù hợp với mọi lứa tuổi. Ngay cả những bạn nhỏ chưa sử dụng được viên nang cũng có thể bóc vỏ và sử dụng bột bên trong viên nang. Với mỗi lứa tuổi thì liều dùng sẽ khác nhau.
Glutathione hai sẽ là sản phẩm không có đường, không có chất bảo quản, không gây dâu răng và rất an toàn cho trẻ. Vậy thưa bác sĩ, bên cạnh việc sử dụng Glutathione thì cha mẹ có những lưu ý gì để có thể bổ sung dưỡng chất cho con một cách cần thiết mà không bị lạm dụng gây tác dụng phụ ạ? Để đạt hiệu quả và bổ sung đủ các vi chất dinh dưỡng bên cạnh dùng sản phẩm Glutathione thì các mẹ nên phối hợp bổ sung thực đơn ăn đầy đủ kẽm, vitamin B, lysine cho bé. Mẹ có thể lên thực đơn cho bé đa dạng với 5 loại rau củ mỗi ngày, bổ sung các chất đạm từ động vật, rồi các loại vitamin và lysine để kích thích sự thèm ăn ở trẻ. Thực đơn đa dạng cũng giúp bé ăn ngon miệng hơn mà không bị nhàm chán. Với những trẻ biếng ăn, mẹ cần lưu ý không nên bắt ép thúc giục con ăn phải ăn nhiều, phải tìm phương pháp để trẻ tự cảm thấy thèm ăn. Từ đó thì bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết, rồi tăng cường hấp thu cho bé. Bé sẽ ăn ngon hơn, rồi thích ăn hơn và dần dần sẽ không còn biếng ăn nữa. Nên đặc biệt lưu ý bổ sung chất dinh dưỡng, canxi và tập thể dục cho bé ở các giai đoạn dậy thì. Ngoài ra, nên sử dụng bổ sung canxi vào buổi sáng và buổi trưa, không cho trẻ uống canxi vào buổi tối hoặc buổi chiều sẽ khiến canxi bị lắng đọng trong cơ thể và nguy cơ là gây táo bón, rồi sỏi thận và khó ngủ. Thêm vào đó, nên chọn canxi tự nhiên có nguồn gốc an toàn, tránh canxi từ đá hoặc đá vôi có thể gây cặn và suy thận. Các anh chị yên tâm với bài thuốc này của tôi thì kể cả các cháu từ 18 tuổi cho đến 25 tuổi vẫn phát triển được chiều cao một cách bình thường. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Đại tá Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan. Đại tá Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, sinh năm 1942, nguyên chủ nhiệm khoa nghiên cứu thuốc, trang thiết bị y tế Cục Quân y Bộ Quốc phòng. Hơn 3 thập kỷ gắn bó với nghề nghiên cứu thuốc, Đại tá Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan có cơ hội được học tập, giảng dạy và làm việc tại nhiều nơi. Rất nhiều sản phẩm được Đại tá Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan nghiên cứu và cứu được hàng trăm ngàn người bệnh trên khắp cả nước. Viên uống Glutathione được nghiên cứu bởi Đại tá Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan nổi bật với thành phần Aquamin F từ tảo đỏ tự nhiên, bổ sung canxi tự nhiên dễ hấp thu, hỗ trợ giảm nguy cơ còi xương, suy dinh dưỡng ở trẻ, hỗ trợ phát triển chiều cao, giúp xương, răng phát triển khỏe mạnh. Bên cạnh đó còn có K2, D3, magie cùng các khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Thành phần Aquamin F trong sản phẩm Glutathione được sản xuất bởi quy trình thiết bị thực phẩm, được vận hành theo ISO và HACCP, tuân theo tiêu chuẩn FSSC 22.00, được đảm bảo bởi các chứng nhận như chứng nhận GRAS của FDA về độ an toàn, chứng nhận hữu cơ organic cho quá trình khai thác và chế biến, chứng nhận của Tổ chức về Sức khỏe châu Âu EU Health, chứng nhận không biến đổi gen non-GMO, chứng nhận Halal and Kosher. Glutathione đáp ứng hoàn hảo nhu cầu bổ sung canxi và vitamin cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Đặc biệt, sử dụng sản phẩm cho trẻ biếng ăn, trẻ đang ở các giai đoạn phát triển sẽ giúp trẻ ăn ngon miệng, tiêu hóa khỏe, mau lớn, tăng sức đề kháng và phát triển chiều cao tối đa cho bé trong giai đoạn dậy thì. Glutathione được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP Big Pha với quy trình 100% khép kín và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, mang đến sản phẩm an toàn, hiệu quả, không tác dụng phụ cho trẻ. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.